traverser la région du Sud en associant modernité et tradition avec les fameux chapeaux coniques. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị hãy về thăm miền Cà Mau, tận mũi Cà Mau của đất nước Việt Nam qua vũ khúc Áo Mới Cà Mau. Trong các em thiếu nữ trong chiếc áo bà ba rất là dễ thương với chiếc nón lá. Mời quý vị hãy chào đón vũ khúc Áo Mới Cà Mau. Mãi.
Merci beaucoup.